Và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu N trong một vai trò mới, không còn phải là một vị ngữ nữa, mà N lúc này là một chủ ngữ, đó là S. Và lúc ấy N và Nani Nani đằng sau đúng không ạ? Và N là một chủ ngữ, nhưng N này có những mệnh đề bổ nghĩa ở đằng trước. Ví dụ như sau. Ví dụ như sau nhé. Bây giờ mình đang sống ở Hà Nội, chúng ta nói là gì nhỉ? 私は Hà Nội に住んでいます。ハノイに住んでいます。đúng không? ハノイに住んでいます。ハノイ là gì ạ? ハノイ là một ところ đúng không? ハノイ là một ところ。bây giờ mình muốn ghép câu này lại thì chúng ta như thế nào nhé? Bây giờ mình muốn nói là nơi mà tôi đang sống là ở Hà Nội. Nơi mà tôi đang sống ở là Hà Nội. Nào, nơi mà tôi đang sống, nơi mà tôi đang sống thì lúc ấy nếu tiếng Việt, nơi mà tôi đang sống là Hà Nội. Thì Hà Nội này là vị ngữ, đúng rồi. Chính là vị ngữ, đúng không ạ? Chủ ngữ ở đây là nơi. Nơi mà tôi đang sống. Chủ ngữ là trong phần này. Nhưng làm sao ạ? Tôi đang sống thì làm sao ạ? Tôi đang sống bổ nghĩa cho cái gì? Đúng rồi, tôi đang sống bổ nghĩa cho cái nơi này. Và nơi này có phải một danh từ không? Đúng là một danh từ. Và đây cả cụm này được gọi là S. Qua N, đúng không ạ? S qua N là một nơi đúng không ạ? Là Hà Nội này, là vị ngữ này. Và chúng ta sẽ chuyển câu này thành tiếng Nhật như thế nào nhé? Với câu trên, 私は Hà Nội に住んでいます。私は thì không thể là qua được nữa, đúng rồi. Vì sao nhỉ? Vì đây chỉ là một mệnh đề phụ thôi. 私が私が đang sống là gì nhỉ? 住んでいます住んでいます thì biến đổi thành 住んでいる và nơi nơi là gì nhỉ? ところ đúng rồi, ところ và chuyển lên là Hà Nội です Hà Nội です đúng không ạ? Nơi mà tôi đang sống là Hà Nội. Và một cấu trúc này thì làm sao ạ? 私は住んでいる là một mệnh đề. 住んでいる là một mệnh đề. Và cả mệnh đề này bổ nghĩa cho cái gì? Bổ nghĩa cho anh ところ. Và cứ ấy chỗ này là S. Qua, đúng không ạ? S qua. Nơi mà tôi đang sống là Hà Nội. Thế tương tự nhé, tương tự. Nơi mà tôi muốn đến. Nơi mà tôi muốn đến là Pháp là gì nhỉ? Nơi mà tôi muốn đến là Hồ Chí Minh đi, thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là gì? 私が các bạn chú ý này, luôn là 私が vì sao không là qua thì nói rồi đúng không? Vì đây là mệnh đề phụ. Nào, nơi là tôi muốn đến 行きたい行きたいです phát triển thành 行きたい đúng không? 行きたい行きたいところところは Hồ Chí Minh 市です đúng không? Thì Hồ Chí Minh 市です đúng không? Tương tự nào 私が住みたいところは Đà Nẵng 市です住みたい là gì nhỉ? Là muốn sống đúng không? 私が住みたいところは Hà Nội 市 Đà Nẵng 市です Nơi mà tôi muốn sống là ở thành phố Đà Nẵng. Đúng rồi, tương tự nhé. Bạn có thể thay vào và sử dụng ところは N です là một danh từ nào đó, là một địa điểm nào đó. Nếu không phải là ところ, bạn có thể lấy một ví dụ khác. Ví dụ như là cái mà tôi muốn mua ấy bây giờ là cái điện thoại iPhone 6 chẳng hạn. Bây hay là cái mà tôi muốn có bây giờ nhất ấy, đấy là ngôi nhà chẳng hạn. Thì chúng ta tương tự nhé, chúng ta hãy xác định đâu là danh từ chính và chúng ta dịch sang. Ví dụ như sau. Ví dụ câu cái bút mà tôi mua ngày hôm qua. Cái bút tôi mua ngày hôm qua thì nghĩa là gì ạ? Cái bút tôi mua ngày hôm qua thì là 昨日昨日私が mua là 買いました và cái bút là được là danh từ cho đó chuyển thành 買った pen です đúng không ạ? これは私が買ったペンです đây là cái bút mà tôi mua 私が買ったペンです và bây giờ nhá mình biến pen です này pen này thành một chủ ngữ
昨日私が買ったペンはどこにありますか? どこにありますか? 昨日私が買ったペンはどこにありますか? どこにありますか? ví dụ như table nó nghề gì ありますか? Hay là các bạn mắc cả nhị arimas vân vân đúng không? Thì đây chính là một trong những ví dụ mà bạn có thể sử dụng mệnh đề bổ nghĩa cho n và lúc ấy n này là chủ ngữ có đúng không ạ? Đây có phải là một chủ ngữ không? Khi nó ta chỉ là các bạn pen bổ nghĩa cho cái pen và cái pen này là cái chủ ngữ trong một câu nhiều lúc bạn sẽ xác nhận rất là khó đâu là chủ ngữ thì bạn hãy tìm trợ từ ngoài ở đâu? Trợ từ hoa ở đây và đằng trước hoa sẽ là một xu hướng, là một chủ đề của câu, là một chủ ngữ chính. Và trong một câu ấy khi mà dịch thì là gì? Đầu tiên là tìm trợ từ hoa để xem là nó đánh dấu chủ ngữ đâu. Biết được chủ ngữ rồi, biết được chủ ngữ là cả cái cục pen này rồi. Chưa dịch vội nhé, cả cái cục pen này có đặc điểm gì thì phải tìm cái động từ ở dưới đã. Tìm cái động từ ở dưới nó là gì? Almas, đúng không ạ? Và tương tự như bạn sẽ dịch câu như thế, đó là gì? Tìm chủ ngữ, tìm động từ chính rồi dịch ngược lên. Đấy là nguyên tắc dịch đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập thêm với mẫu cấu trúc chủ ngữ. Và với chủ ngữ là một danh từ có rất nhiều những mệnh đề bổ nghĩa thành tranh nhé. Bình sẽ đọc ra câu hỏi và nhiệm vụ các bạn là dịch lại câu ấy nhé. この教室にいる人は何人ですか? この教室にいる人は何人ですか? Những người mà có mặt trắng この教室trong phòng học này là bao nhiêu người? この教室にいる人は何人ですか? な、二人です。có mỗi mình và bạn,二人です。đúng không? Tiếp tục nào. メガネをかけている人は何人ですか? メガネをかけている人は何人ですか? trong lớp học của mình có mấy người đeo kính nhỉ? Mình là một này, rồi năm bạn nữa là 6人 です, đúng không ạ? 6人 がいます. 白いシャツを着ている人は誰ですか? 白いシャツを着ている人は誰ですか? あ、なるほど、負け、あ、もうちゃんね。だら、ズンさんです。今日、学校を休んでいる人は誰ですか?今日、学校を休んでいる人は誰ですか?本来、アーナムに運ぶは、今日、学校を休んでいる人は誰ですか?どうぞ。ちょっと訓練たくみばいね。さあ、これ、こんなんで、頑張って、今日、来なかった人は誰ですか?今日、来なかった人は誰ですか?来なかったら、混んでいるわ。今日、来なかったらね、本来混んでいる。今日来なかった人は誰ですか? ぐ、ai là người mà không đến trong ngày hôm nay? Nào, bạn nào không đến ngày hôm nay nào? Và tương tự như chúng ta sẽ tìm những câu hỏi như thế, cách dùng như thế và có thể luyện tập thêm ở phần Renshu A phần số 3, Renshu B phần 3 phần 4 và Renshu C phần số 1. Chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập phần Renshu C phần số 1 nhé. Chúng ta đọc to lên nào. 先週買った本はどこにありますか?あの机の上にありますよ。あ、そうですか。どうも。先週買った本は、cái quyển sách mà tôi mua tuần trước thì đang ở đâu đấy? Đúng không ạ? Ở đâu vậy nhỉ? À, nó nằm ở trên この机の上. Nó nằm ở trên cái bàn này này. Ồ vậy à, xin cảm ơn đồ mộ đúng không ạ? Tương tự nhé, bạn có thể thay 富士山で撮りました. Và 撮りました ở đây là 写真. Và thay những vế này vào chuyển thành một mệnh đề bổ nghĩa cho danh từ. Và mệnh đề ấy thì phải chuyển sang thể thông thường nhé. Rồi chúng ta cùng nhau luyện tập nào. Và chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung thứ tư trong phần này. Chức năng thứ tư về mặt ngữ pháp của danh từ đó là gì? Đóng vai trò là một từ ngữ NO verb, đúng không ạ? Danh từ là từ ngữ bổ nghĩa cho động từ này, đúng không ạ? Bạn verb này bạn tác động lên N như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ví dụ sau đây. Đó là gì? Đó là liên quan đến kimchi. Nói đến kimchi là chúng ta đã thay biết lại đúng không? Đó là rất muốn ăn rồi. Thay biết thắc của nào là sao? Đúng không ạ? Và kimchi đấy có vấn đề gì? Kimchi ấy là do hồng sao ạ? Hàn Quốc để kimchi を買いました.
Hồng Sơn đã mua kim chi ở Hàn Quốc, đã mua kim chi ở Hàn Quốc và mình đã ăn cái kim chi đấy. 私はそのキムチを食べました。私はそのキムチを食べました。đúng không? Hồng Sơn là người mua kim chi để ở Hàn Quốc, nhưng tôi lại là người ăn cái kim chi đấy. Vậy thì làm sao? Tôi làm sao? Tôi ăn cái kim chi mà Hồng mua ở Hàn Quốc. Tôi ăn cái kim chi mà Hồng mua ở Hàn Quốc, có đúng không? Và làm sao? Lúc ấy 食べました. Đặt ở cuối câu.Và 私は là chủ ngữ đúng không ạ? Và 私は làm sao? Kim chi を食べました. Nhưng kim chi này là do Hồng Sơn của Hàn Quốc. Vậy thì cụ từ này, mẫu câu này chúng ta sẽ chuyển thành mệnh đề bổ nghĩa cho cái anh kim chi này như thế nào nhỉ? Lấy kim chi ra, rút kim chi ra và hình thành mẫu câu bổ nghĩa là Hồng Sơn. Hồng Sơn thì phải là sao? Gà gì nhỉ? Hàn Quốc để khát tạ đúng không ạ? Hồng Sơn đã Hàn Quốc để khát tạ kim chi ở 食べました. Và cả cụm này thì làm sao? Cả cụm Hồng Sơn này làm sao? Bổ nghĩa cho cái anh kim chi này. Và kim chi này chính là phần bổ nghĩa cho cái 食べました. Và ai là người thực hiện hành động ăn? Là tôi, 私. 私は食べました. 食べました 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 김치 김치 ấy là do Hồng Sơn mua ở Hàn Quốc, đúng không ạ? Thì tương tự như thế nhé, chúng ta có thể hình thành rất nhiều N này. N ấy là ví dụ gì? Tôi vẽ bức tranh. Những bức tranh ấy làm gì? Bức tranh ấy sẽ để triển lãm ở hội nghị quốc tế chẳng hạn. Hay tôi đang viết bài báo cáo. Và cái bài báo, tôi viết cái bài báo cáo mà để nộp cho CCA, CCB chẳng hạn. Hay là tôi đã mua cái bản này. Và cái bản này là cái bản mà tôi sẽ dành cho bạn Hiền hay bạn Hằng chẳng hạn. Thì lúc ấy chúng ta sẽ tìm hình thành những mệnh đề bổ nghĩa cho cái N. Đằng sau nó sẽ là O và Verb, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ví dụ thứ hai nhé. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu ví dụ thứ hai nhé. Ở ví dụ thứ hai này đó là gì? Lan sẵn ở Tokyo để 写真を撮りました. Bạn Lan bạn đã chụp ảnh ở Tokyo. Và tôi muốn xem chụp ảnh, ảnh đấy. その写真を見せてください. Và câu tiếp theo là gì? 見せてください. 写真 đúng không ạ? Cho tôi xem cái ảnh mà Lan sẵn chụp ở Tokyo đi. Thì 写真 được chuyển xuống làm danh từ. Còn câu này chúng ta sẽ chuyển thành mệnh đề phụ bổ nghĩa cho cái 写真 này. Và nguyên tắc ấy chúng ta sẽ thực hiện như thế nào nhỉ? Sẽ là Lan sẵn. Lan sẵn nhưng lại là trợ từ. Yeah. Và Tokyo. Tokyo để. Và làm sao? 撮りました thì chuyển thành 撮った. 撮った写真を見せてください. Hãy cho tôi xem cái bức ảnh mà Lan sẵn chụp ở Tokyo đi, đúng không ạ? 見せてください. Và 写真ấy có đặc biệt gì ạ? 写真 ấy là 写真mà tôi Lan sẵn chụp ở Nhật, Ý, đúng không ạ? Và tương tự nhé, bạn có thể sử dụng mẫu cấu trúc này để diễn tả rất nhiều liên quan đến N. Bạn hãy mua cho tôi cái bút mà có thể viết được vừa xóa được ý, đúng không ạ? Ví dụ là 消える pen, 消える pen を買ってください. Hay là bạn hãy gì nhỉ? Hãy cho tôi cái bút mà bạn mua ở Nhật đi thì là gì nhỉ? 日本で買った pen をください chẳng hạn. Thì bạn có thể thay thế rất nhiều những bổ nghĩa, phần mệnh đề bổ nghĩa cho N. Và N đấy vẫn chỉ là một tân ngữ thôi, bổ là tân ngữ chứ tác động của với verb này, đúng không ạ? Và cách làm rất đơn giản, bạn lấy cái danh từ ra, cái danh từ nào mà bạn chuyển xuống thì bạn chuyển xuống, còn phần còn lại thì bạn chuyển thành mệnh đề bổ nghĩa. Lan sẵn gọi Tokyo để thô tả, đúng không ạ? Lan sẵn qua trợ từ qua thì biến thành trợ từ ga. Tokyo để thô đi mashita thì chuyển thành Tokyo để thô tả. Bởi vì sao nhỉ? Thô đi mashita thì bắt buộc phải chuyển thành futsuke thể thông thường, đúng không? Và các bạn có thể luyện tập thêm trong, và các bạn có thể luyện tập thêm trong sách giáo khoa phần Ren Shu A phần số 4 và Ren Shu B phần số 5 nhé. Và nội dung thứ 5, nội dung tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài số 22 ngày hôm nay vẫn liên quan đến N. N được sử dụng với một chức năng ngữ pháp khác, đó là gì? N được trước trợ từ ga và đằng sau trợ từ ga ấy sẽ là suki, thích, kirai, ghét, juzu, giỏi, heta, kém hay là hồ xì, vân vân, đúng không ạ? Mình đành cho số 3 chấm cho những từ đó nhé. Và N này có những đặc
điểm gì thì chúng ta cùng nhau lấy ví dụ. Và hôm nay ví dụ đầu tiên sẽ rất thú vị đấy. Bạn thích một người bạn đời như thế nào? Bạn thích người yêu của mình như thế nào? Người yêu của mình nếu là một bạn nữ thì bạn thích là gì nhỉ? Mình thích một người mà chân dài ư? Hay bạn thích một bạn nấu ăn giỏi? Bạn thích một người con gái nào? Nếu bạn thích một người con gái như thế nào thì chúng ta sẽ dùng 女の人が好き. Đúng không ạ? 好きです. Đây gọi là 女の人が好き. Đúng không ạ? Thích một người con gái như thế nào? Thích một người nấu ăn, con gái nấu ăn giỏi. Nấu ăn giỏi. Nào, nấu ăn giỏi thì là gì nhỉ? Giỏi là 上手. 上手な 上手な. Nhưng 上手 về cái gì nhỉ? 料理, đúng rồi, 料理. Có 上手な 女の人が好きです. Tôi thích một người, một con gái nấu ăn giỏi. 料理が上手な人が好きです. Nào, bạn thích một người con gái như thế, thế còn bạn thích một người con trai như thế nào? Nào, các bạn nữ trả lời nào. 男の人が好きです. Và người con trai như thế nào? Ví dụ người con trai đấy là một công ty FPT chẳng hạn, thì sẽ là FPT で働. Ví dụ FPT で働いている. で いる. 働いている男の人が好きです. Tôi thích một người con trai làm việc ở công ty FPT. Thì lúc ấy 男の人 là いる. Và những mệnh đề đằng trước, 料理が上手な hay FPT で働いている đều là những mệnh đề phụ bổ nghĩa cho cái 男の人 này hay 女の人 này, đúng không ạ? Và bạn có thể nói đến cái mẫu thật, cái mẫu con gái, con trai của mình thích nhé. Đó là những người mà đặc điểm như thế nào? Là người mà dùng tiếng được tiếng Nhật hay người mà nói được tiếng Anh chẳng hạn, vân vân, đúng không ạ? Và bây giờ thì mình có một điều muốn hỏi các bạn. Bây giờ là 何が一番欲しいですか? Bây giờ bạn thích nhất là điều gì ạ? Bây giờ mình thích nhất là một chiếc ô tô thể thao chẳng? Hay bây giờ mình thích nhất là một ngôi nhà? Ngôi nhà là 家. 家가 家 này có được điểm gì? 家 đấy là một 家 mà có một cái vườn rất to. Vườn to, có vườn to. Thì lúc ấy vườn to là 大きい. 大きい庭が. Đúng rồi, ある. 大きい庭がある. 家が欲しいです. Tôi muốn có một cái vườn, nhà mà có vườn to, đúng không ạ? Vậy 大きい庭がある. Bổ nghĩa cho gì ạ? Bổ nghĩa cho 家. Và 家 đấy chính là N. N が欲しいです. Đúng không ạ? Và các bạn có thể luyện tập nhiều nhé. Luyện tập thêm trong sách giáo khoa. Phần lên chữ E phần số 5, lên chữ B phần số 6 và lên chữ C phần số 3. Chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập phần lên chữ C phần số 3 nhé. 二十歳の誕生日おめでとうございます. ありがとうございます. どんな仕事をしたいですか? 日本語を使う仕事が 日本語を使う仕事をしたいです. Ở đây xuất hiện mẫu style style. Các bạn còn nhớ mẫu style đấy không? Đó là muốn làm một việc gì đó, đúng không ạ? Và ở đây đoạn ngữ thoại ấy nói gì nhỉ? Chúc mừng sinh nhật 20 tuổi nhé. 二十歳の誕生日おめでとうございます. Và tương tự bạn có thể là 24歳の誕生日 hay là 1歳の誕生日, đúng không? おめでとうございます. ありがとうございます. Cảm ơn. どんな仕事をしたいですか? Bạn muốn làm công việc gì? Nhỉ? Tôi muốn làm cái công việc mà 日本語を使う仕事. Tôi muốn làm việc mà có thể sử dụng được tiếng Nhật, đúng không ạ? Đó là nguyện vọng của rất nhiều người mà đang dùng tiếng Nhật, đã học tiếng Nhật, đúng không ạ? Bạn đã học tiếng Nhật rồi, bây giờ công việc bạn muốn sử dụng nó. Bạn muốn dùng ở Shukuba để có thể luyện tập và có thể sử dụng tiếng Nhật để có thể giỏi hơn, đúng không? Và đấy là nguyện vọng rất chính đáng của tất cả các bạn. Và các bạn có thể thay thế 1, 2, 3 những nội dung bên dưới để thể hiện ra mình muốn làm gì và mình có thể làm gì với những N ấy được bổ nghĩa bởi những mệnh đề phụ như thế nào. Thì chúng ta cùng nhau luyện tập nhé. Và nội dung tiếp theo, nội dung thứ 6 và là nội dung cuối cùng của bài số 22 hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu vẫn liên quan đến cách sử dụng mệnh đề bổ nghĩa cho một danh từ. Nhưng danh từ ở đây chỉ là 3 danh từ thôi. Danh từ ấy là 時間, 約束 và 用事. 時間 là thời gian, 用事 là việc bận. Còn 約束 là một lời hứa. Vậy có あります? Tôi có
thời gian hay là có lời hứa hay có một việc bận gì đấy. Và lời hứa việc bận thời gian ấy có nghĩa là điểm gì thì chúng ta sử dụng những mệnh đề đằng trước để bổ nghĩa cho nó nhé. Ở đây là gaarimasu. Các bạn cùng nhớ từ mới. Yoshi, jikan, yakushoku. Rồi chúng ta cùng nhau lấy ví dụ. Ví dụ ở đây là gì? Nihongo を勉強してます. Tôi đang học tiếng Nhật. でも時間がありません. Tôi không có thời gian để học. 時間がありません. Và câu ấy sẽ có thể gồm lại là tôi không có thời gian để học tiếng Nhật nữa. Thì là gì nhỉ? Tôi không có thời gian để học tiếng Nhật. Thì lúc ấy là 時間がありません, đúng không ạ? 時間がありません. Và thời gian này có đặc biệt gì? Thời gian ấy là thời gian mà để tôi học tiếng Nhật. Lúc ấy là 日本語 勉強する, đúng không ạ? 勉強する時間がありません. Tôi không có cái thời gian mà học tiếng Nhật nữa. Và mệnh đề 日本語勉強する時間 là mệnh đề bổ nghĩa cho cái 時間 này, đúng không ạ? 日本語勉強する時間がありません. Tôi chẳng có thời gian để học tiếng Nhật. Đấy là một. Thứ hai, ví dụ thứ hai liên quan đến 約束, đó là 今晩, tối nay 約束があります. 今晩約束があります. Và 約束 này là 約束 gì? Đó là 友達に, 会います. Thì chuyển thành 会う, đúng không ạ? 友達に会う約束があります. Lúc ấy 友達に会う bổ nghĩa cho ai? 約束, đúng không? Tương tự ví dụ như Yoshi chẳng hạn. Yoshi việc bận ấy là gì? Việc bận ấy đó chính là 客さんと話す. よしがあります. Tôi có việc bận là phải nói chuyện với khách hàng. Tôi có việc bận là phải liên qua cho khách hàng, phải email cho khách hàng, phải đi đâu đó, đúng không? Phải đi công tác đâu đó. Thì lúc đấy chúng ta cũng có thể sử dụng là よしがあります hay ありません, đúng không? Rồi chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập nhé. Mình sẽ đưa ra các từ gợi ý nhiệm vụ của các bạn, đó là ghép thành một câu. 時間よしが約束があります. Đầu tiên là 時間があります. 日本語. Đầu tiên đó là 寝る時間があります. ご飯を食べます。チェタイン。ご飯を食べる。ご飯を食べる時間があります。 nghĩa là tôi có thời gian để ăn cơm, đúng không ạ? 本を読む。本を読む時間があります。 ビデオを見ます。 ビデオを見る時間があります。 tôi có thời gian để xem video. 彼女に会う。 彼女に会う時間があります。 có nghĩa là tôi có thời gian để gặp bạn gái. 彼女に会う時間があります。 電話をかける。 電話をかける時間があります. Tôi có thời gian để 電話をかける. Tiếp tục nhé. 約束があります. 子供と遊ぶ. 子供と遊ぶ 約束があります. Tôi có lời hứa mà đi chơi cùng với chị con. 子供と遊ぶ 約束があります. 友達と一緒にご飯を食べる. 友達と一緒にご飯を食べる. Nghĩa là cùng ăn cơm với bạn bè, đúng không ạ? Thì sẽ là 友達と一緒にご飯を食べる約束があります. Tương tự nhé, chúng ta luyện tập với 4時. 市役所に行く. 市役所, ví dụ là ủy ban, đó là 市役所に行く4時があります. Tôi có một cái việc bận phải đi đến ủy ban hoặc là đến tòa thị chính chẳng hạn. 荷物を出す. Đưa hành lý, nộp hành lý, đúng không ạ? 荷物を出す用事があります. Hay cuối cùng 友達の引っ越しを手伝う. 友達の引っ越しを手伝う用事があります. Tất tương tự nhé, bạn có thể luyện tập thêm trong phần lên siêu A phần số 6 và lên siêu B phần số 7 trong sách giáo khoa. Như vậy hôm nay bài số 22 phần ngữ pháp bài 22 chúng ta đã vừa học qua. Chúng ta nội dung chính của bài số 22 này là gì? Đó là cách sử dụng của những mệnh đề bổ nghĩa cho N, cho danh từ. Và cách hình thành của mệnh đề ấy là gì? Chuyển mệnh đề đó sang futsuke, thể thông thường. Nhưng với tính từ vui na thì sẽ là để nguyên na. Danh từ là cộng với no. Còn mệnh trong mệnh đề phụ mệnh đề bổ nghĩa ấy, trợ từ ga sẽ được dùng thay thế cho trợ từ wa. Ví dụ như 私が買ったペンはどこにありますか? Đúng không ạ? Đó là ba chủ ý. Thứ nhất là hình thành là futsuke. Thứ hai là tính từ đuôi na và danh từ. Thứ ba là trợ từ ga thì biến đổi như thế nào? Đó là nguyên tắc hình thành của mệnh đề bổ nghĩa cho danh từ. Tiếng Nhật được gọi là Rentashu-shoku-setsu. Đúng không ạ? Và N ấy được sử dụng trong những bối cảnh nào thì chúng ta đã lần lượt tìm hiểu qua 6 nội dung. Đó là gì khi N là chủ ngữ? これ は, khi N là vị ngữ, ví dụ これは N です. これは
っている人です. Hay N N là một chủ ngữ. N là 何々 đúng không ạ? Và có thể N là N O cộng với động từ. Đúng không ạ? Đúng, vai trò là tân ngữ của động từ. Và N có thể N が好きです, N が嫌いです, N が欲しいです, vân vân. Và cuối cùng đó là gì? N với ba trường hợp chi công, hiệu sư cử và yoshi. Các bạn đã học về xung quanh liên quan đến mệnh đề bổ nghĩa cho danh từ rồi. Và các bạn đừng quên nhé, đừng quên học thuộc những ví dụ liên quan đến mẫu câu, ghi chú những điểm chú ý ấy vào trong cuốn memo của mình và làm bài tập trong cuốn hồn sát sự cuối cùng, phần cuối cùng của hồn sát sự mỗi bài. Và hiệu dung môn đại sư, có vấn đề gì không hiểu hãy click và hãy comment ngay bên dưới, mình sẽ cố gắng trả lời mọi thắc mắc của các bạn. Và đối với những bạn lần đầu tiên xem video clip này, hãy nhớ rằng đây là clip gốc và có bản quyền của Học Tiếng Nhật Cosmos. Hãy đăng ký vào kênh Học Tiếng Nhật Cosmos, kênh học duy nhất sở hữu những bài giảng này. Và hôm nay thì bài học hôm nay thì mình xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cô Sencho, どうもありがとうございました.